Chanh dây được xuất khẩu sang Trung Quốc qua 7 cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Tây và phải đảm bảo nhiều yêu cầu từ nước bạn như kiểm dịch thực vật, giám sát sinh và gây hại, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19. Trước chanh dây, Việt Nam đã có 9 loại trái cây cũng đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, gồm vải thiều, thanh long, dưa hấu, mít, nhãn, chuối, xoài chôm chôm và măng cụt. Sầu riêng dự kiến là loại trái cây thứ 11 được xuất khẩu chính ngạch sau chanh dây. Mới đây, Việt Nam đã đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc hoàn thiện các thủ tục để ký kết nghị định thư cho phép xuất khẩu sầu riêng sang thị trường này.